Thưa quý vị và các bạn, học thuyết quân sự Việt Nam dựa trên sức mạnh của tinh thần yêu nước, mục đích cuối cùng là toàn vẹn lãnh thổ, từ đó hình thành và phát triển các lực lượng vũ trang nhằm đạt được mục đích đó, và từ đó nảy sinh những lực lượng đặc biệt đáp ứng yêu cầu thực tế của chiến trường và đối tượng tác chiến. Lực lượng đặc công trên một khía cạnh nào đó được hình thành và phát triển từ học thuyết quân sự Việt Nam, và hiệu quả của nó đã khiến cho các lực lượng quân sự thiện chiến nhất phải khiếp đảm. Hình thành và phát triển trong cuộc chiến tranh dữ dội và khốc liệt chống lại một siêu cường quân sự hùng mạnh về cả binh lực và về phương tiện chiến tranh hiện đại, những phương thức và những kỹ năng tác chiến của đặc công Việt Nam đã trở thành một nguy cơ đe dọa nghiêm trọng, luôn thường trực cùng quân đội Mỹ tại chiến trường Việt Nam. Thưa quý vị, khả năng bí mật đột nhập, luồn sâu, đánh hiểm, sức chịu đựng dẻo dai, đặc công Việt Nam đã khiến cho các lực lượng quân sự thiện chiến nhất phải kinh ngạc. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại những trận chiến vẻ vang nhất của đặc công nước Việt Nam với chiến công nhấn chìm tàu chiến địch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngày 13 tháng 4 năm 1966, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập đoàn huấn luyện trinh sát đặc công mang phiên hiệu đoàn 126 trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. Cương vị đoàn trưởng được giao cho Hoàng Đắc Cót và Phạm Điệng là chính ủy. Tháng 5 năm 1966, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức đoàn 126 thành cơ quan đoàn bộ và 12 đội chiến đấu. Sau khi hoàn thành các chương trình huấn luyện, cuối năm 1966, một lực lượng lớn của đoàn 126 được đưa vào chiến trường Quảng Trị, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nam Bộ thâm nhập thực tế chiến đấu. Trong giai đoạn này, ở khu vực cửa Việt Đông Hà, địch tập trung lực lượng lớn khoảng 3 vạn tên. Hỏa lực pháo binh có từ 70 đến 80 khẩu pháo 105 ly đến 175 ly, bố trí ở một số căn cứ trên đất liền. 18 đến 20 khẩu trọng pháo đặt trên 10 đến 15 tàu, cano của duyên đoàn 11 Hải quân chế độ cũ thường xuyên trên sông. Trên biển có 12 đến 18 tàu chiến của Hải quân Mỹ và một số tàu của quân Nam Triều Tiên. Đề phòng ta tiến công vào tuyến giao thông đường thủy, địch chia địa bàn vùng Đông Do Linh thành 3 tuyến bảo vệ, ngăn chặn lực lượng ta đột nhập tấn công. Trận đầu đặc công Hải quân ra mắt. Ngày 10 tháng 3 năm 1967, Bộ Tư lệnh Mặt trận B5 giao nhiệm vụ cho đoàn 126 tiêu diệt địch ở cảng và sông từ cửa Việt tới Đông Hà. Mục tiêu được chọn là đánh tàu quốc Nam Triều Tiên đang tiến vào nạo vét cửa sông và tàu vận tải LST của Mỹ neo đậu ở cảng cửa Việt. Trận đầu ra mắt, khí thế chuẩn bị của các chiến sĩ đội 1 đặc công Hải quân hừng hực. Trời vừa chập tối, đội trưởng Mai Năng trực tiếp chỉ huy hai tổ đánh tàu và lực lượng cảnh giới dẫn đường bí mật vượt sông Bến Hải vào mai phục ở bờ bắc cửa Việt. Thời cơ đến, các chiến sĩ đặc công Hải quân áp sát, nhanh chóng gắn mìn vào mạn tàu địch và rút êm. Hơn 2 tiếng sau, tàu quốc 70 tấn của Nam Triều Tiên bị ốp mìn nổ tung, chìm nghỉm. Đây là chiếc tàu đầu tiên của Mỹ và tay sai bị bộ đội đặc công Hải quân đánh chìm tại cửa Việt. Tự tin với chiến thắng trận đầu, đoàn 126 tiếp tục cử Mai Năng chỉ huy phân đội 1 tìm tàu địch đánh hướng Đông Hà và Hồ Đắc Tư chỉ huy phân đội 2 đánh hướng cửa Việt. Trên hướng Đông Hà, tàu LCU của địch vào bốc hàng và ra neo đậu cách cảng 100m, cả phân đội đặc công vào trận mai phục. Chờ lúc tàu Mỹ tắt đèn đi ngủ, các chiến đấu viên đặc công bí mật tiếp cận. Lính gác tàu đi lại trên boong không hề hay biết, ngay dưới chân có hai chiến sĩ đặc công men theo tàu tìm chỗ áp mìn. Ban đầu Nguyễn Văn Tình mang mìn định áp vào khoang máy, nhưng cứ áp vào mìn không dính lại bung ra. Anh tìm cách lặn sâu xuống nước, đặt mìn từ đáy lên thì mìn bám chắc. Ngay lập tức anh Tình bơi về phổ biến kinh nghiệm cho Nguyễn Đình Thi. Hai chiến sĩ chia nhau đặt mìn rồi rút chốt an toàn. 2 tiếng đồng hồ sau, mìn phát nổ, tàu LCU bị xé toang, chìm tại chỗ nằm vắt ngang sông cửa Việt. Đó là vào ngày 15 tháng 5 năm 1967. Dưới sức ép của vụ nổ, tàu chìm, nhiều lính Mỹ bị hất tung xuống nước. Địch phải phong tỏa, cấm tàu thuyền không qua lại khu vực cảng Đông Hà nhiều ngày để khắc phục hậu quả trận đánh. Ở phía cửa Việt, ngày 8 tháng 5 năm 1967, tổ chiến đấu gồm Nguyễn Văn Kiểm và Tống Duy Kiên nhiều lần tìm cách tiếp cận với dự định là đánh tàu vận tải LST đang đậu ở cảng nhưng không thành.
thừa cơ ứng biến, hai anh đã chuyển sang kế hoạch 2, đấy là đánh tàu quốc Haida. Đợi lúc tàu quốc quay ra biển xả đất, quay vào, hai chiến sĩ dũng cảm bơi đón đầu mục tiêu, áp sát gắn mìn vào thành tàu địch rồi rút về bờ Bắc an toàn. 5 giờ 30 phút ngày 9 tháng 5 năm 1967, tàu quốc Haida phát nổ. 1 giờ sau tiếp tục phát nổ lần 2. Con tàu dài 71 mét, rộng 12 mét bị phá thủng nhanh chóng, chìm xuống nằm ngang sông cửa Việt. Trong lúc địch hoang mang rối loạn, phân đội 3 đặc công do Nguyễn Hùng Lễ chỉ huy tiếp tục bí mật đột nhập qua hàng rào ngăn cách của địch, áp được hai khối thuốc nổ vào dưới khoang máy và khoang hàng của tàu vận tải LST rồi rút ra an toàn. Tàu LST trọng tải lớn 5.000 tấn chở xe thiết giáp và vũ khí hạng nặng bị áp mìn cũng phát nổ mạnh 2 tiếng sau đó, nhanh chóng chìm xuống sông. Đây cũng là trận đầu tiên đặc công nước của ta đánh chìm tàu vận tải cỡ lớn của địch bằng vũ khí kỹ thuật. Trận đánh thực sự gây tiếng vang lớn, mở đầu những trận tham chiến huyền thoại của lực lượng đặc công hải quân của ta. Chỉ trong vòng 5 tháng chiến đấu, từ tháng 4 đến tháng 9 năm 1967, riêng đội 1 của đoàn 126 đã tham chiến 6 trận, đánh chìm 10 tàu địch, làm hư hỏng 2 tàu khác, phá hủy nhiều phương tiện vũ khí khí tải của địch, tiêu hao sinh lực đối phương, góp phần giam chân một bộ phận khá lớn quân Mỹ trên chiến trường, làm đảo lộn thế bố trí chiến lược của lực lượng địch. Cựu binh Phùng Bá Điền, người lính đặc công nước năm xưa chiến đấu tại rừng Sác miền Đông Nam Bộ. Ông sinh ra tại miền quê sông nước xã Nghi Hương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 19 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ với khát vọng, góp sức mình vào chiến thắng quân xâm lược, đem lại hòa bình cho quê hương. Tại đoàn 126 đặc công nước Hải quân Hải Phòng, một năm trời huấn luyện với những kỷ niệm ông chẳng thể nào quên. Để trúng tuyển, điều đầu tiên là phải có sức khỏe và phải biết bơi. Lần đấy trong xã có hàng chục người đi tuyển, nhưng chỉ có 3 người trong số đó đạt tiêu chuẩn để lên đường nhập ngũ. Ông Điền chia sẻ. Nhớ lắm những lần cùng đồng đội huấn luyện tập bơi ở sông Giá. Cứ một lần bơi như thế 25 cây số từ sáng sớm đến chiều tối. Chưa bám phao dành 15 phút ăn lương khô rồi lại tiếp tục. Những lần vượt sông giữa cái lạnh thấm từng làn da, thớ thịt rồi vào tận xương tủy. Mỗi lần như thế, để tránh sự phát hiện của tàu chiến địch, những người lính đặc công nước phải dùng ống thở, hít không khí để tiếp cận mục tiêu. Những lần vượt sông để đánh chìm tàu địch là những lần người lính đặc công phải đối mặt với hiểm nguy rình rập. Sự sống chỉ trong gang tấc, nước lớn thách thức, sự hung hãn của kẻ thù, cá sấu trực chờ, tất cả như răng bẫy trước mắt. Ông Điền nhớ lại. Lần ấy, ông cùng hai đồng đội có lệnh phải vượt sông vào cảng Rạch Dừa, Vũng Tàu để đánh chìm tàu địch. Ông có nhiệm vụ trinh sát, nắm rõ quy luật hoạt động, tìm cách tiếp cận tàu địch. Trước thời cơ địch sơ hở, ba người đã đẩy khối mìn hơn 100kg nằm dưới lớp áp sát mạn tàu. Chỗ gần khoang máy, hẹn giờ nổ, rồi rút lui an toàn mỗi người một hướng. Tại nơi trú ẩn, với tâm trạng hồi hộp, chờ đợi, rồi tiếng nổ lớn vang cả một vùng trời. Lửa khói bốc lên nghi ngút và lan sang cả làng mạc. Tiếng còi báo động kêu vang, phương tiện cano, máy bay, tàu chiến của địch đến tới tấp. Nhưng đã quá muộn. Lần đó sau khi đánh xong, khi bơi qua eo biển thì ông Điền bị nước cuốn trôi ra biển. Vật lộn từ 18 giờ đến sáng hôm sau mới được thuyền đến cứu. Chiến đấu oanh liệt, chiến thắng kẻ thù là thế. Nhưng chớ trêu thay, có những đồng đội trên đường bơi trở về lại nộp mạng cho cá sấu. Hay để đề phòng đặc công ta tiềm nhập, bọn lính gác tàu địch thường xuyên ném thủ pháo xuống nước. Nhiều chiến sĩ đã hy sinh vì trúng mảnh tạc đạn khi tiếp cận mục tiêu. Chúng ta cùng nhìn lại trận đánh chìm tàu địch ở cảng Rạch Dừa. Cảng Rạch Dừa nằm ở khu vực Tiền Giang, thành phố Vũng Tàu hiện nay. Trước năm 1975, cảng Rạch Dừa là hải cảng quân sự lớn của chính quyền Sài Gòn tại Vũng Tàu. Nơi đây thường xuyên có những con tàu chở vũ khí đạn dược và phương tiện chiến tranh trọng tải hàng ngàn tấn của Mỹ cập bến và neo đậu. Tháng 1 năm 1969, Mỹ đưa ra chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, từng bước chuyển giao nhiệm vụ tác chiến trên chiến trường cho quân ngụy, thực hiện âm mưu dùng người Việt đánh người Việt. Để tạo sự chuyển biến mới trên chiến trường, Trung ương Cục miền Nam và Quân ủy miền đã chỉ đạo mở các cuộc tiến công mùa thu và mùa đông năm 1969 nhằm thu hút, căng kéo địch ra vùng ngoài, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. Đầu năm 1969, Thị ủy Vũng Tàu chuyển căn cứ về núi Bà Trao, Long Sơn để tăng cường lực lượng bám trụ xây dựng cơ sở ở nội ô Vũng Tàu.
Bộ Tư lệnh miền đã tăng cường cho thị đội Vũng Tàu, đại đội A32 đặc công nước, lập căn cứ bám trụ khu vực rừng Sác thuộc địa phận xã Long Sơn. Các chiến sĩ A32 phần lớn là người Bắc, chưa thông thạo địa hình sông biển Vũng Tàu. Theo chỉ đạo của thị ủy, thị đội Vũng Tàu bổ sung cho A32 một số cán bộ, chiến sĩ, du kích của xã Long Sơn, gồm những người gan góc, quả cảm, giàu kinh nghiệm chiến đấu. Ở thời điểm này, đội du kích xã Long Sơn có bí danh là A15, có 16 chiến sĩ. Các chiến sĩ du kích và đồng bào Long Sơn luôn phối hợp chặt chẽ với đại đội A32 trong các trận đánh, đồng thời cung cấp nguồn hậu cần tại chỗ như là lương thực, thực phẩm, nước ngọt, hoặc dùng ghe thuyền giúp bộ đội vận chuyển vũ khí, khí tài, đưa đón thương binh liệt sĩ khi chiến sự xảy ra. Để đối phó với phong trào cách mạng đang phát triển mạnh mẽ ở miền Nam, cũng như trên địa bàn tỉnh Phước Tuy, Bà Rịa, Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm 1969, địch mở 34 trận càn lớn vào các căn cứ cách mạng của ta. Bộ Tư lệnh đặc khu rừng Sác của quân đội Sài Gòn gồm các đơn vị thủy quân thường xuyên dùng cano vũ trang và tàu chiến nhỏ tuần tra trên sông Thị Vải, sông Lòng Tàu, săn lùng lực lượng đặc công nước của ta. Tại cảng Rạch Dừa, nhiều chuyến tàu quân sự trọng tải hàng chục ngàn tấn liên tục cập bến, chuyên chở các loại vũ khí, phương tiện quân sự, phục vụ cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ ở miền Nam. Lực lượng địch bảo vệ cảng Rạch Dừa gồm các đơn vị thủy quân lục chiến, 55 súng trong tay, sẵn sàng xả đạn vào đối phương. Lực lượng người nhái và hàng trăm giang thuyền trang bị các loại vũ khí hiện đại túc trực tuần tra. Tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Quân dân Long Sơn cũng như đồng bào cả nước vô cùng đau xót. Với tinh thần biến đau thương thành hành động, thị đội Vũng Tàu phát động đợt tấn công tập kích những mục tiêu trọng yếu của địch ở Vũng Tàu. Đại đội A32 quyết định tổ chức tiến công tàu địch đang neo đậu ở cảng Rạch Dừa. Nhờ sự giúp đỡ của các cơ sở cách mạng làm nghề đánh cá ở Long Sơn, tổ trinh sát A32 đã bí mật tiếp cận cảng Rạch Dừa, điều tra cách thức bố phòng cũng như quy luật tuần tra của địch để lên phương án tác chiến. Sau khi hoàn thành phương án tác chiến, A32 được du kích xã Long Sơn giúp đỡ, đưa thuốc nổ đến vị trí tập kết ở một cù lao trên sông gần đảo Long Sơn. Đêm 1 tháng 11 năm 1969, hai chiến sĩ đặc công nước của A32 đã bơi ngầm dưới mặt nước gần 1.000 mét để tiếp cận cảng Rạch Dừa. Đèn pha địch trên tàu liên tục quét trên mặt biển, cứ vài phút lại có một đội giang thuyền địch tuần tra chạy vòng vèo quanh khu vực cảng. Bằng sự mưu trí gan góc, quả cảm, phân đội phó Đào Thanh Khang và chiến sĩ Nguyễn Văn Tiến đã tiếp cận những chiếc tàu quân sự loại lớn của địch đang neo đậu, đặt thuốc nổ hẹn giờ vào mạn tàu rồi nhanh chóng bơi ra khoảng cách an toàn. Vài phút sau, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên chấn động cả một vùng biển. Tàu địch bốc cháy hừng hực, tạo thành một biển lửa rồi chìm dần xuống đại dương. Bị tập kích bất ngờ, các đơn vị bảo vệ cảng của địch không kịp trở tay. Chúng nháo nhào xả súng xuống mặt nước. Hàng chục giang thuyền lao ra khỏi bến truy đuổi đối phương. Nhưng lúc này, các chiến sĩ A32 đã được ghe thuyền của du kích Long Sơn đón về căn cứ an toàn. Trận tập kích A32 đêm ngày 1 tháng 11 năm 1969 đã đánh chìm 3 tàu quân sự trọng tải gần 10.000 tấn, làm hư hỏng một chiếc tàu khác, tiêu diệt nhiều tên địch. Chiến công của A32 và quân dân Long Sơn đã tác động mạnh mẽ đến khí thế cách mạng của quân dân Vũng Tàu, cũng như phong trào thi đua diệt giặc trong toàn tỉnh, góp phần đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ trên địa bàn. Một thắng lợi trọn vẹn phải là thắng lợi được công nhận đa chiều. Chiến công của đặc công hải quân trên chiến trường Quảng Trị là một chiến công như vậy. Tìm hiểu một số tư liệu từ những người bên kia chiến tuyến, đọc lại chỉ là những câu kinh hoàng, không sao hiểu được, và cả sự kính nể đặc công hải quân trong thâm tâm của họ. Đóng quân tại cửa Việt từ năm 1970 đến năm 1972, ông Nguyễn Đình Hoàng, nguyên sĩ quan chính quyền Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, đã tả về sự ác liệt của chiến trường ngày ấy như sau. Một lần chúng tôi đang dùng cơm thì nghe tiếng nổ khá lớn từ cửa biển. Chúng tôi chạy ra ngoài, thấy một cột nước chưa rơi xuống hết. Mọi người đoán trái mìn mạnh bằng trái bom 250 cân Anh. Một trái khác đẩy chiếc LCU, tức là tàu đổ bộ của Mỹ, gách nửa thân lên một cù lao, rồi chìm toàn bộ thủy thủ đoàn đều bị thương. Chúng tôi được các chuyên viên của Hải quân Mỹ-Việt trình bày về hai loại mìn chính đang được địch, tức là đặc công 126 sử dụng. Mìn từ không nhiều, thường được gắn vào các tàu sắt hoặc bánh lái của các Yabota, tức là một loại thuyền gỗ, các chiến đỉnh vỏ Composite, tức là tàu chiến loại nhỏ, trong đêm.
Loại thứ hai là mìn kích nổ. Cách đề phòng là thường xuyên ném khối nổ T4 hoặc lựu đạn MK2. Họ khuyến cáo khi di chuyển chân vịt, các chiến đỉnh không chạy quá 500 vòng 1 phút để luồng nước không đủ áp lực làm mìn nổ. Một ngày tháng 4 năm 1971, khi chiến đỉnh đang vượt ngã ba Dương Xuân về căn cứ, thì cách tôi khoảng 500 mét là một xuồng đổ bộ bộ binh đang di chuyển ngược rất nhanh. Tôi gọi về trung tâm hải quân hỏi, con cá nào của Giang đoàn? Bộ muốn chết sao mà chạy mau dữ vậy? Nhưng không kịp nữa, trước mắt tôi, một cột nước hất tung lên chiếc xuồng đổ bộ bộ binh. Mìn nổ. Một khoảnh khắc chết lặng trên mặt sông mờ nhạt. Tôi báo về trung tâm và hướng chiến đỉnh về đến gần vị trí nổ. Tất cả 5 nhân viên trên tàu đều tử nạn. Buổi chiều, chỉ huy Giang đoàn thanh tra quân phong, quân kỷ. 5 quân nhân này đều tóc dài và được lệnh phải cắt tóc trình diện vào sáng mai. Họ vội vàng đi Đông Hà và tai nạn xảy ra. Tình trạng đánh mìn gia tăng, nhiều nhân viên Giang đoàn bị thương. Mỗi buổi sáng, các chị em trong trại gia binh xuống tận cầu tàu, lưu luyến tiễn đưa các chiến binh của Giang, Duyên đoàn, tức là các đơn vị tác chiến bảo vệ bờ biển, ra trận, biểu lộ nỗi âu lo của họ. Dòng sông dày đặc mìn trôi, tàu đem nỗi chết gọi mời tàu đi. Bến sông nuốt lệ thầm thì, người đi chẳng biết, người đi có về. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đặc công trên bộ là đặc công nước, số lượng và kỹ năng tác chiến của lực lượng này vượt xa tất cả những hiểu biết về khả năng tác chiến ngầm của tất cả các đơn vị lực lượng trên thế giới. Theo báo cáo của lực lượng tình báo Hải quân Mỹ, đến năm 1969, trên chiến trường miền Nam có 3 tiểu đoàn, 4 đại đội và 2 trường huấn luyện đặc công nước ở ngay miền Nam. Ngoài ra còn có trung đoàn đặc công nước số 126 hoạt động gần khu vực vĩ tuyến 17. Lực lượng đặc công nước Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ đã đánh chìm chiến hạm USS Cạc với nhiều máy bay trực thăng chiến đấu trên boong tàu vào ngày 2 tháng 5 năm 1964, tàu USS Baton Rouge Victor ngày 23 tháng 8 năm 1966 cùng với hàng ngàn tàu xuồng, vận tải chiến đấu và kho tàng bến cảng. Có những thời điểm đặc công nước đã phong tỏa quân cảng Cam Ranh, gây nhiều tổn thất cho hoạt động cung cấp trang thiết bị, khí tài quân sự đường biển cho quân đội Mỹ. Chiến dịch chiến đấu tiến công lớn nhất và cũng là quan trọng nhất chưa từng có trong lịch sử quân sự thế giới về sử dụng lực lượng đặc nhiệm là tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Lực lượng đặc công, biệt động, trinh sát đặc công kết hợp với các lực lượng vũ trang toàn miền Nam đã tiến hành một cuộc tấn công và nổi dậy trên toàn bộ chiến trường, tập kích vào tất cả các cơ quan đầu não, căn cứ quân sự của Mỹ. Tổng kết toàn bộ thành tích của đặc công Việt Nam trong chiến tranh đã phá hủy 1.600 khẩu pháo, 30 giản tên lửa, 9.000 xe quân sự, 2,7 triệu tấn bom đạn, 600 triệu lít xăng dầu, đánh chìm và đánh hỏng 400 tàu xuống biển và hàng nghìn máy bay chiến đấu các loại. Thực tế cho thấy, nếu so với các lực lượng đặc nhiệm trên thế giới, đặc công Việt Nam là lực lượng chuyên nghiệp nhất, có kỹ năng chiến đấu hoàn hảo nhất và cũng có nhiều kinh nghiệm tác chiến tốt nhất trong môi trường chiến trường phức tạp và lực lượng đối phương mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Không có được những sức mạnh yểm trợ của hỏa lực đường không và các loại khí tải hiện đại, với kỹ năng tác chiến và sức chịu đựng vượt ngoài giới hạn của con người, lực lượng đặc công Việt Nam là một mô hình lực lượng mà hầu hết các lực lượng đặc nhiệm, bao gồm cả lực lượng hải quân của Mỹ, lực lượng Vampire của Nga đều nghiên cứu và đều học tập theo.